Ok anh em, thì CodeX cũng đã cập nhật fix lại các lỗi nhờ đây. Thì bản CodeX này thì không gách cây này, nó cực kỳ ngon luôn. Đấy, cách mở thì anh em có cái thanh ở đây này, anh em kéo ra là được. Đó, anh em cần dán chữ viết ấn vào đây. Đó, ấn xóa này. Rồi anh em lấy cái split anh em dán vào. Đây mình sẽ lấy một cái split rồi dán vào thử cho anh em xem. Ok, giờ anh em ấn vào đây. Ấn vào khoảng trống đây. Đó, sau anh em ấn dán ra. Đó, nó sẽ hiện này, cho anh em ấn nút ấy này. Nút đi màu đỏ ở đây này, anh em thấy không? Đấy. Đây, anh cái nút màu đỏ ở đây. Đó là nó sẽ chạy. Ấn hết. Rồi anh em ấn quay lại cái chỗ cái này. Đó, edit to đây. Rồi anh em kéo cái thanh này vào, nó là đóng. Đó, rồi anh em chạy bản hết thôi. Đó, bạn này chỉ không cần ghép cây luôn rồi, quá ngon luôn. Thì mình sẽ để cái link script và bản hát ở dưới phần mô tả và bình luận. Anh em có thể vô đó lấy nha. Ngoài ra anh em nhớ đăng ký kênh và like, bật chuông để nhận thông báo mới nhất về các bản hát chuẩn bị cập nhật mới nha. Và có nhóm Zalo anh em có thể vào để nhận thông báo. Anh em mà cần mua ạc ghé hoặc mua Robux nhớ ghé shopgamevn123.com nha. Uy tín chất lượng giá cả phải chăng nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều. Hẹn anh em vào những clip bản hát mới nha.